song ca cùng chị gái nam anh, nam em bật khóc trên sân khấu. Vừa qua, nam em đã tổ chức thành công đêm diễn Love Story 2 với chủ đề The Phoenix Reborn ngay trước thềm chung kết Miss World Việt Nam 2022. Là một người đẹp nổi tiếng với giọng hát hay, đêm diễn của nam em thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả, không thua kém bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào. Nam anh cũng là một cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi không những góp mặt tại đêm nhạc để ủng hộ em gái, mà cả hai còn có với nhau màn song ca đầy ăn ý khiến khán giả vô cùng thích thú. Theo đó, nam anh và nam em đã kết hợp với nhau thể hiện bản mashup hai ca khúc OST Hàn Quốc nổi tiếng là Dae Chang Geum, nhạc phim Nàng Dae Chang Geum, và Fox Ren, nhạc phim Người Yêu Tôi Là Hồ Ly. Màn song ca của cả hai đã nhanh chóng tạo được nhiều hiệu ứng tích cực từ công chúng khi không những đều sở hữu giọng hát ngọt ngào trong trẻo, mà hai chị em còn gây ấn tượng khi cùng nhau diện hai bộ váy trắng tinh, tôn lên được triệt để trang sắc rạng rỡ của mình. Tuy nhiên, một khoảnh khắc khác khiến khán giả ở khán phòng như lặng đi khi hồi niệm lại quãng thời gian đã qua. Nam em không kìm được lòng mà vừa hát vừa khóc sau khi chia sẻ về những khó khăn đã trải qua. Nhưng sau tất cả, nam em đã tự ví bản thân như phượng hoàng tái sinh, dùng âm nhạc để chữa lành tâm hồn. Nam em khẳng định bản thân hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, học được nhiều bài học để trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình đang đi. Được biết, sau concert Love Story 2 The Phoenix Reborn, nam em sẽ trở lại với việc chuẩn bị và tham gia vào các hoạt động tiếp theo của vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022. Bạn có cảm nghĩ gì về giây phút ấy của hai chị em nam anh và nam em? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để cùng chia sẻ, cùng Thấu Radio và mọi người cùng biết nhé.